Xin chào các bạn và các anh chị. Đây là video 30 phút tập cho một nhóm cơ duy nhất, đó là cơ lưng, để giúp cho lưng của chúng ta khỏe đẹp cũng như là săn chắc ha. Chúng ta sẽ có tổng cộng 7 bài tập tất cả, rất là tốt. Các bạn hãy chuẩn bị 2 cục hoặc là 2 cặp tạ đơn. Mỗi bài chúng ta sẽ thực hiện 2 tới 3 hiệp ha. Và đừng lo, chúng ta sẽ có thời gian nghỉ khá là thoải mái, 30 giây hoặc là 1 phút. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vô với phần khởi động. Bài khởi động toàn thân, chúng ta sẽ ở trong tư thế cái bàn như thế này. Sau đó chân trái bước về phía bên tay trái. Từ đây cánh tay trái của các bạn á, luồn xuống. Rồi sau đó đánh lên trên trời, mắt nhìn đưa tay. Lên trên trời sân nhà. Trần nhà sau đó 15 giây chúng ta sẽ đổi bên nha mọi người. Chuẩn bị 3, 2, 1 bắt đầu. Thở xuống hết. Rất tốt, bây giờ đổi bên nè. Rất tốt mọi người, tiếp theo chúng ta sẽ làm bài bớt đó. Con chim con chó mọi người, trong tư thế cái bàn này, tay trái chân phải duỗi thẳng đưa lên trên trời. Sau đó hạ xuống và sau đó chúng ta đổi bên ha. Những bài tập khởi động khớp vai, cả phần cơ trọng tâm. Rất tốt, và bài cuối cùng sẽ là bài Up Dog Down Dog, hay còn gọi là rắn hổ mang. Ở trong tư thế như thế này ha, hạ mông xuống, mắt nhìn lên trên, sau đó đẩy mông về phía sau, ấn vai xuống. Rồi, bài cuối cùng 30 giây, sau đó chúng ta sẽ đứng lên ha. Rồi, bắt đầu. Xuất sắc các bạn vừa mới hoàn thành xong phần khởi động, bây giờ chúng ta sẽ vô phần bài tập chính. Bài đầu tiên của phần bài tập chính, chúng ta sẽ tập cho lưng ở bên một bên trước nha mọi người. Tay mọi người chống trên cái bàn cái hoặc là cái ghế ha, hoặc là nếu mà có ghế dài thì đặt chân như thế này. Tới đây giữ một tay, cầm một tay này, kéo cùi chỏ về phía sau, nhấc lên hạ xuống từ từ, lên thở xuống hít, cố gắng siết cái phần vai đưa về phía sau ha. Chúng ta sẽ làm một bên 30 giây, sau đó đổi bên còn lại, ok. Còn nếu mà mọi người không có cái chỗ tựa, dùng tay chống thôi cũng được, không sao hết ha. Rồi, một bên nha mọi người, 30 giây. Lên thở xuống hít, bắt đầu. I get so caught up in the middle, thinking of drowning in those blue eyes. I'm losing sight cause I am falling. I'm so deep down, deep down. And it's not a lie that I die. I can't hide. Rất tốt. Bây giờ mọi người sẽ nghỉ 10 giây và chúng ta sẽ đổi bên ha. Hôm nãy ví dụ mọi người làm lưng bên trái thì bây giờ chúng ta làm lưng bên phải. Chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu. Rất tốt. Bây giờ chúng ta sẽ nghỉ 30 giây ha. 30 giây sau đó làm thêm một lần nữa thôi. Đây là cái bài đầu tiên và cũng là cái bài thuộc dạng căn bản để chúng ta có thể tập cho phần lưng cơ xô của chúng ta. Có điểm tựa nè, tập một tay,
Sau đó từ từ chúng ta sẽ có những cái bài nó khó hơn, nó yêu cầu toàn thân của chúng ta vận động ha. Rồi, chuẩn bị vô tư thế nha mọi người. Rồi, 3, 2, 1, bắt đầu. Rất tốt, bây giờ chúng ta có 5 giây để đổi nha. 3, 2, lần cuối cùng. Rất tốt, các bạn vừa mới hoàn thành xong bài đầu tiên, ổn không mọi người? Bây giờ nóng hơn đúng không? Chúng ta sẽ tập một cái bài mà bình thường chúng ta sẽ làm bài kéo xà này. Nhưng mà chúng ta không có thanh xà thì không sao hết. Mọi người sẽ nằm trên sàn hoặc là nằm trên cái ghế ha. Rồi, tay giữ một cục ha. Cố gắng cục nặng nha mọi người. Rồi, từ đây mọi người nằm ngã cái đầu đây ha. Rồi, hai bàn tay giữ nè. Rồi, nghiêng duỗi thẳng về phía sau, mọi người sẽ cảm nhận cái cơ ngực với cơ lưng. Rồi xong mọi người cố gắng siết kéo xuống, làm sao dùng cái cơ này kéo về ha. Xuống hít, lên thở, kéo về. Nhớ ấn cái vai, cái hai cái bả vai chúng ta nhấn xuống dưới mặt sàn, mặt ghế, đưa về sau, kéo trở về. Ok, cố gắng làm 3 hiệp nha. Lần đầu 40 giây, 3, 2, 1, bắt đầu. Rất tốt, rồi chúng ta hạ xuống từ từ ha. Rồi, rất ok. Rồi, mọi người nghỉ một tí ha, chúng ta sẽ làm lần thứ hai y chang như vậy nhưng mà 35 giây, ok. Hít thở thật sâu. Mọi người cảm thấy nó nhẹ thì có thể tăng lên ha. Rồi, không sao, cố lên nha mọi người. 6, rồi cầm lên nè, 4, 3, 2, rồi bắt đầu. Rất tốt, giữ lên ha. Rồi hạ xuống từ từ. Bây giờ chúng ta còn một lần nữa 30 giây thôi nha mọi người. Các bạn, các anh chị đã tập những cái video về ngực, vai, tay rồi đúng không? Thì đừng quên tập cái video này cũng thường xuyên nha. Rồi 10 giây nữa, chúng ta làm một lần cuối cùng thôi. Rồi ngồi, hai tay dịch, đưa về phía sau. Giữ, 3, 2, 1, bắt đầu.
rất tốt, xuất sắc, rồi giữ lên ha. Rồi, bây giờ chúng ta có một phút nghỉ. Lần này bài tập bắt đầu tăng độ khó lên nha mọi người. Và tiếp theo chúng ta sẽ làm bài bend over row. Chúng ta sẽ dùng hai cục tạ luôn, giữ lưng thẳng là co gối nhẹ ha. Từ đây chúng ta sẽ mắt nhìn xuống, kéo cổ trở về phía sau, siết cái bả vai, đưa lên hạ xuống ha. Các bạn lên thở, xuống hít. Cái bài này các bạn cố gắng nha. Chú ý nè, nhớ co gối nhẹ, phần mông lưng trên một đường thẳng ha. Rồi đừng để lưng bị cong, cũng không cần thiết phải duỗi chân thẳng, mắt nhìn xuống dưới giữ ha. Cái bài này nếu mà chưa quen thì hãy cầm tạ nhẹ lại nha. Cầm tạ nhẹ, cứ tin mình, khi nào mà các bạn cảm thấy lưng người thoải mái rồi á, hãy tăng tạ lên. Ok, cái này làm 3 hiệp thôi là đã cảm thấy lưng tây rất là feel, rất là cảm nhận rất là rõ ha. Chuẩn bị 3, 2, bắt đầu. Rất tốt, xuất sắc mọi người. Wow, mọi người cảm thấy nó có độ khó lên đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ nghỉ 30 giây, sau đó lặp lại lần thứ 2 với 35 giây nha mọi người. Hít thở đều. Cố lên, 15 giây nữa. Hít thở thật sâu. 10 giây nữa. Lên thở, xuống hít. Làm từ từ, ok, 4. Cầm lên, 3, 2, 1. Rất tốt. Rồi chúng ta đặt xuống và tranh thủ nghỉ 30 giây nha mọi người. Những cái bài này á, nhịp tim các bạn không tập quá nhanh nhưng mà cái cơ rất là mỏi ha. Nhưng mà thường á, những này á thì người mới hay người nâng cao đều có thể tập được ha. Rồi cố lên, một lần cuối 30 giây nữa thôi chúng ta sẽ đổi bài ha. 4, 3, 2, bắt đầu. Rất tốt các bạn. Rồi, chúng ta vừa mới hoàn thành xong một bài nữa ha. Bài tiếp theo chúng ta sẽ là một bài gọi là deadlift. Bài deadlift này mọi người tưởng là nó không có vô phần thân trên, nhưng mà thật ra nó đang vô khá là nhiều về phần lưng dưới. Bởi vì video này tập trung vào lưng dưới, toàn bộ lưng, cho nên đừng quên tập phần lưng dưới ha mọi người. Rồi, chúng ta sẽ làm như sau. Rồi, giữ chắc nè. Từ đây đẩy mông về phía sau, vẫn siết bả vai ha. Xuống hết, lưng giữ thẳng, đẩy mông về phía trước. Xuống hết, lên thở nha các bạn. Rồi, làm rất là đơn giản. Còn ai mà cảm thấy chưa quen á, cầm nhẹ lại. Làm sao tập cho cái lưng giữ thẳng, đẩy về trước, thu về sau ha. Rồi, cố lên 15 giây. Đây là bài số 4 rồi mọi người ơi. Chúng ta có tổng cộng 7 bài thôi. Cố lên nha. Rồi, giữ lên nè. 4, 3, 2, đẩy mông về phía sau. Xuống hết, thở ở đây. Tốt.
rất tốt rồi, nghỉ 30 giây nha mọi người. Và tiếp theo chúng ta sẽ là 35 giây, ok. Mọi người vẫn ổn đúng không? Cố gắng lên nha. Rồi, hít thở thật sâu. Nếu mà ai chưa quen kỹ thuật này á, nếu mình được á, mình có cái gương hay là có cái camera, mình quay lại bản thân mình để mình so sánh ha. Rồi, chuẩn bị cầm lên lại nè. 5, 4, 3, 2, xuống từ từ. Đây. Rồi, rất tốt các bạn. Rồi, chúng ta còn một lần nữa ha. Hít thở đều, tranh thủ nghỉ ngơi, thả lỏng lưng của chúng ta. 15 giây nữa. Rồi, một lần cuối 30 giây ha. 8, 7, 4, 3, 2, rồi, tiếp tục nè. Đẩy mông về sau, mông về trước. Rất tốt mọi người. Rồi, chúng ta vừa mới kết thúc bài số 4 ha. Và tiếp theo chúng ta sẽ tập cho cái phần vai sau và phần cơ gọi là cơ trap ha. Rồi, cái này á, mình khuyên mọi người nên cầm hai cục nhẹ lại nha. Mình sẽ cầm nhẹ lại ở đây. Chúng ta sẽ tương tự làm bài đầu như vậy đầu tiên. À, bài số 2 ha. Rồi, gập xuống như vậy nè. Nhưng mà thay vì chúng ta kéo đằng sau á, thì chúng ta kéo cùi chỏ sang hai bên. Nó giống như vậy ha. Ok, hiểu không? Rồi, cái bài vừa rồi á, là chúng ta sẽ làm như vậy đó. Lần này chúng ta sẽ kéo ngay vai. Ok, giữ. Rồi, cố lên nha mọi người. Rồi, 10, 9, 8. Rồi, giữ mắt nhìn xuống, lưng giữ thẳng, kéo lên, hạ xuống 40 giây, 3, 2, 1, bắt đầu. Rất tốt rồi, thả lỏng 30 giây nè. Có thể là mọi người bắt đầu mỏi phần lưng đúng không? Cố lên nha. Từ từ những cái bài sau bắt đầu nó sẽ nhẹ dần thôi. Lần này chúng ta sẽ làm đó là 35 giây. Trong trường hợp nha, mọi người mà cảm thấy bị đứng á, mỏi quá, mọi người có thể nhìn xuống dưới nè, giữ nè, kéo lên hạ xuống ha. Rồi, cái này mình sẽ làm lựa chọn này cùng với mọi người. 3, 2, 1, cúi xuống, mắt nhìn. Cúi chỏ, đưa lên, hạ xuống. Rất tốt mọi người. Rồi, hạ xuống nghỉ 30 giây ha. Rồi, chúng ta còn một lần nữa chúng ta sẽ đổi bài. Cố lên.
sau bài này chúng ta còn 2 bài nữa thôi. Một số anh chị hỏi là cái quần của Hiệp mua ở đâu. Thật ra đây là cái quần của một nhãn hàng địa phương ha, cho nên mọi người có thể tìm thấy đường link ở phía dưới để có thể mua trên ha. Rồi 5 4, rồi mình sẽ đứng lên trở lại ha, gạp xuống, mắt nhìn xuống, rồi kéo cái chỏ. Rất tốt. Rồi bây giờ chúng ta còn mỗi 2 bài nữa thôi ha. Rồi bài tiếp theo chúng ta sẽ tập cho vùng cơ cầu vai, cơ chát ha. Đây cũng là, thật ra là cũng là một trong những nhóm cơ phần lưng của chúng ta. Rồi cái bài chúng ta sẽ làm như sau. Các bạn cầm 2 cục nè, đứng thẳng, rồi kéo cùi chỏ lên, đưa lên, ra hình chữ V nè, hạ xuống từ từ, lên thở xuống hít nha mọi người. Rồi tranh thủ hít thở nghỉ tí. Rồi, mọi người quay trở lại ha, chúng ta còn 2 bài nữa thôi. Rồi, cầm tạ lên nè. Rồi, giữ đứng thẳng, mắt nhìn về phía trước. Không cần phần ngửa cổ cúi xuống ha. Rồi, cùi chỏ nhấc lên, thở xuống hết nè. 4, 3, 2, 1, rồi bắt đầu. Xuất sắc, bây giờ chúng ta hạ xuống nghỉ 30 giây nha mọi người. Cứ làm từng động tác một xong nghỉ. Ok, không sao hết. Mồ hôi. 15 giây nữa ha. Rồi, cố lên lần thứ 2, 35 giây. Giữ 4, 3, 2. Lên. Thở xuống hết. Xuất sắc, rất tốt. Bây giờ chúng ta sẽ nghỉ 30 giây ha mọi người. Hiện tại thời tiết khá là thất thường ha. Mai nhiều, có lúc sẽ rất là nắng, có lúc sẽ tối. Cho nên là cái ánh sáng nó hơi bất bình thường một tí ha. Mọi người thông cảm. Rồi chúng ta còn một lần nữa và chúng ta sẽ đổi bài. Ok, 10 giây. Lần này các bạn còn nhớ bao nhiêu giây không? 30 giây nha mọi người. Rồi cầm lên. 4, 3, 2, bắt đầu. Rất tốt. Rồi, sắp hết rồi, bài cuối cùng thôi nha mọi người. Rồi, chúng ta không cần làm tạ nặng đối với bài này nha mọi người. Chúng ta chỉ cần cầm một cục hoặc là hai cục thôi. Ví dụ như là cục này, đối với mình nó 5kg nhưng thực ra nó cũng có thể rất là nặng. Mọi người cầm một cục thôi. Rồi, để tập quen chiếc đã ha, chúng ta sẽ làm bài siêu nhân, Superman. Có nghĩa là giữ ở đây ha.
Rồi, chúng ta sẽ cố gắng tay chân duỗi, rồi nhấc lên. Rồi xong hạ xuống ha. Ví dụ cục này rất là nặng thì các bạn không cần làm gì hết. Các bạn chỉ cần nhấc lên giữ thôi. Xong hạ xuống ha mọi người. Rồi, ok. Nếu mà có thể được á, thì cầm một cục thôi, hai tay dựng vào ha. Rồi, đưa lên, hạ xuống. Ok, còn không thôi chúng ta tập cho phần lưng dưới thì chỉ cần nhấc lên cả chân cả tay là ok rồi ha. 4, 3, 2, 1 rồi. 45 giây nha mọi người. Rồi, ok. Nghỉ 30 giây. Chúng ta còn hai lần nữa ha, mọi người. Rồi. Có lần, có lần. Mình sẽ đẩy ghế ra tí để mọi người có thể thấy mình ha. Rồi, 10 giây nữa nè. Rồi, 4, 3, 2, 1. Rồi, cố lên. Rất tốt. Chúng ta chỉ còn một lần cuối cùng nữa thôi nha. Và phải thú nhận mọi người là cái cục này nó vẫn nặng nha. Cho nên là nếu mà mình cầm mà chỉ khoảng tầm 1kg, 2kg á, thì nó sẽ đơn giản hơn, chúng ta sẽ nhấc lên. Nhưng mà nãy giờ chúng ta tập á, cái vai, cái lưng của chúng ta mỏi rồi sẽ hơi khó ha. Rồi cố gắng nha, 30 giây kết thúc cùng với mình nha. Rồi, 4, 3, 2, 1, rồi nhấc lên. Xuất sắc mọi người, chúc mừng mọi người đã hoàn thành xong video buổi tập lưng của ngày hôm nay. Mọi người ổn không? Chúng ta sẽ uống một miếng nước rất là nhanh ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ cùng với nhau giãn cơ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ giãn cơ như sau. Mọi người còn nhớ cái bài đầu tiên không? Chúng ta sẽ trong tư thế cái bàn, bước chân trái lên. Lần này chúng ta tay nắm đầu gối, hạ xuống, mắt nhìn sau, căng giãn cái phần lưng không. Rất tốt, bây giờ rút chân về, đổi chân phía bên kia, tay nắm lấy, xoay người về sau. Rất tốt, bây giờ chúng ta nằm xuống này. Ở trong tư thế cái bàn lần này, tay luồn qua, đặt xuống. Nó sẽ căng cái phần vai của mọi người, phần lưng. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đổi bên ha. Rất tốt, và phần cuối cùng đó là bài try pose. Rồi đẩy về sau, tay duỗi thẳng. Rồi, ok, trở về.
Roto xuất sắc mọi người, chúc mừng mọi người đã hoàn thành xong video buổi tập của ngày hôm nay. Mọi người cảm nhận như nào cho em biết qua phần bình luận ở dưới ha. Và đừng quên theo dõi trang mạng xã hội, bấm nút thích và đăng ký theo dõi kênh YouTube của Hippos. Và nhớ tập luyện những cái video khác cho bộ phận khác, ví dụ như ngực, vai, tay nha. Rồi bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.